cách để trở thành một bà vợ, một người mẹ 10 điểm cho gia đình. Đấy là lựa chọn một loại sữa nào vừa tiết kiệm tài chính cho gia đình mà lại an toàn, hiệu quả, cung cấp được đầy đủ dưỡng chất cho con, thì bản thân mình tin chọn sử dụng sữa Ochomil số 3. Ochomil là một dòng sữa được nhập khẩu từ Úc, đạt tiêu chuẩn tương đương organic, tức là rất an toàn và hiệu quả, với bộ công thức hoàn hảo 6 trong 1, 4 tăng, 2 ngăn ngừa, tăng trưởng chiều cao, cân nặng, sức đề kháng và phát triển trí não. Ngoài ra, sữa còn có cả khả năng ngăn ngừa triệu chứng dậy thì sớm, trầm cảm, tự kỷ ở trẻ. Với bộ công thức hoàn hảo và có khả năng cung cấp được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho trẻ phát triển toàn diện cả mặt thể chất và trí não, nhờ các thành phần như omega 3, omega 6, các loại vitamin và khoáng chất cần thiết giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, nhanh nhẹn, lanh lợi hơn và khỏe mạnh hơn. Giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi là một giai đoạn cực kỳ quan trọng, bởi lúc này trẻ đang cần bổ sung dưỡng chất để phát triển toàn diện cả mặt thể chất lẫn trí não, và sữa Ochomil số 3 sẽ cung cấp được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết này cho con. Ngoài ra thì sữa Ochomil có hương vị ngọt tự nhiên, thơm, không có thêm đường tinh luyện, vậy nên ba mẹ có thể yên tâm cho con sử dụng nhé. Sữa Ochomil số 3 sẽ là một người bạn đồng hành lý tưởng dành cho con.